Zombie Apocalypse. Đây là tổng quan của máy Atman 304. Máy Atman 304 có công suất là 8W. Chiều cao đẩy tối đa của máy là được khoảng 1m1. Còn lưu lượng nước chảy trong 1 giờ là 800 lít. Tương đối xài rất là tốt. Thích hợp xài cho các hồ cá từ 50 trở xuống. Mấy cái máy này mình hay sử dụng cho các hồ cá La Hán, bởi vì nó lọc rất là sạch, chạy rất là bền, bật 24/24 luôn, không bao giờ tắt, mà để hơn cả 2 năm trời vẫn xài tốt. Đặc biệt đối với các dòng cá dĩa là mình hay xài máy này, bởi vì máy chạy rất là êm. Đây là tổng quan tất cả các phụ kiện đi theo máy. Thì cái máy 304 này, cái phụ kiện nó sẽ tương đối giống với cái hàng Atman 303. Đây là cái ống lớn của nó. Cái ống lớn này nó sử dụng phi 13. Các dòng máy các Atman nó đều có in cái chữ logo ngay bên hông giống như vậy nha các bạn. Nó cho mình biết cái công suất và cái dòng điện sử dụng là bao nhiêu. Còn đây là cái co này dùng để dùng nối cho cái lớn phi 13 này. Công dụng của nó sẽ giúp chúng ta chỉnh được cái hướng của cái ống nước. Thường thì mình sẽ quay cái ống nước vào bên trong để cho cái ống nước đi lên khỏi hồ cá, nó sẽ nằm sát trong cái kính. Thì lúc này nó nhìn sẽ rất là đẹp. Ngày xưa khi chưa có cái ống co này mình phải chạy đi mua không. Giờ đây bên nhà sản xuất đều tặng cho người chơi hết. Còn đây là cái ống nhỏ hơn. Đường kính của nó sử dụng phi 9 hay 10 gì đó. Thì nó dùng cho các ống nước nhỏ hơn. Khi ống nước của bạn bự quá thì các bạn có thể quấn cái băng keo đen ngay ở phía trên đầu của cái ống này đây, để khi chúng ta nối vào nó sẽ chắc chắn hơn. Còn đây là cái ống nối nhỏ. Nhưng mà cái ống nối nhỏ này nó có tích hợp thêm cái hỏi oxy. Cái hỏi oxy đây có nghĩa là khi dòng nước đẩy lên á, nó sẽ kéo theo một lượng oxy nhất định để nó hòa vào trong cái dòng nước. Đây là cái dây nối oxy của nó. Thì cái dây nối oxy này chỉ cần cắm vào trong cái chìa ra đây, chỉ cần cắm chặt vô là được. Sau đó các bạn cứ việc đưa cái đầu đen này qua khỏi mặt nước. Phải đưa qua khỏi mặt nước nha, để trong quá trình đẩy nước nó mới có thể lấy oxy được. Đối với cái ống lớn phi 13 này,
nó có thể gắn thêm được cái mỏ dịch này. Thì cái mỏ dịch này mình thường dùng để đẩy một cái luồng nước ở phía dưới á, giúp cho cái phân cá nó dồn vào một góc mỗi khi mình vệ sinh một cái hồ khác. Nó có thể xoay được nhiều hướng. Còn đối với các bạn chơi những con dòng cá mà nó hít có những cái luồng nước á, thì cái này nó hãy tạo ra một cái luồng nước nhất định. Hay nó cũng hay, nhưng mà ít khi nào mình phải sử dụng tới cái này lắm. Cái máy Atman 304 này xài rất là bền, nhưng mà cái gì cũng vậy, xài một thời gian nhất định thì cái máy nó tự nhiên nó sẽ chạy rất là chậm chậm, thấy rất rõ luôn, đó là mình nhìn cái dòng nước nó yếu rất là nhiều. Thì lý do là do nhiều đồ dơ nó kẹt vào những cái rãnh này quá, hoặc đôi khi nó bị cuốn vào trong cái motor của cái máy. Thì lúc này á, các bạn cần phải mở cái máy ra, đơn giản giống như vậy thôi, quay cái logo Atman về phía bên mình nha và lắc nhẹ một cái là nó sẽ ra. Các bạn thấy cái ngàm chốt này không? Thì cứ vặn theo đúng chiều của nó là có thể mở ra được liền. Đó, vặn ra khỏi thôi và đẩy lên, vậy là xong. Lúc này bạn kiểm tra, bạn lấy hết tất cả các đồ dơ ra. Và ở phía bên trong cái gánh quạt, cái cục motor 500 này nè, nó sẽ vướng rất là nhiều đồ dơ trong đây. Thì các bạn cần phải chùi sạch sẽ. Có nhiều bạn chai dầu mỡ vô, nhưng mà mình nghĩ thấy không cần thiết đâu. Bởi vì chai dầu mỡ vô nhiều khi nó còn ảnh hưởng tới hồ cá nữa. Sau đó bạn kiểm tra ở những chỗ này, chắc chắn ở trong đó sẽ có rất là nhiều đồ dơ, lau chùi sạch sẽ. Sau đó mình cứ gắn cái cục 500 motor này lại và đẩy cái chốt vô. Nó làm rất là chắc chắn, cầm sướng tay vô cùng. Các bạn lúc đẩy vô, các bạn để ý đẩy sát vô nha, đừng để cái ron nó bị lú ra, rồi cứ vậy khóa lại thôi. Quá đẹp. Rồi xong, vệ sinh nắp nải xong rồi thì cứ việc đẩy vô, đảm bảo máy bạn sẽ như mới và chạy rất là mạnh. Atman 304S. Đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.